Thì như anh em đã biết thì tụi mình chuẩn bị đi New York, Mỹ để tham dự giải chung kết thế giới 2022. Đây sẽ là cái vlog mà chắc là lần đầu mà mình cầm cái máy quay tự quay như thế này. Cho nên là nếu mà có gì sai sót thì anh em cứ comment phía dưới nha. Còn bây giờ thì mình sẽ cho anh em tham quan một vòng xem tụi mình chuẩn bị đến đâu nhá. Này là anh Nghĩ á, áo đen à. Hay xét được mấy kèo LPL đồ ông Bia kể á. Xét được kèo nào ông Bia nó kể hết luôn. Cái gì? Giờ em lên stream xong rồi em ngồi em nói team trên MU các thứ, giờ mình đá banh mình đâu phải là dễ dàng mình chia sẻ mấy cái đấy được mà em ngồi em nói hết rồi, em nói gì đi. Nói chứ anh em kêu là bên áo của Gam anh em lâu có đúng không? Team mình nè. Đến giờ đi, chuẩn bị đi. Mới bắt đầu có áo. Hello. Hello mấy cục cưng. Hôm nay tôi làm vlog tôi đi Mỹ, có gì anh em theo chân tôi nha. Theo chân tôi. Sao 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 đâu chân đâu? Nắm 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 nó À, giày tim đâu đâu, khỏe cái. Ơi chết, không biết quay sao cho có cái giày. Nhưng mà giày tim với cái áo cam nó không hợp lắm nhở? Phải có áo của tim mới hợp ha. Nice. Sao ơi, cho em xin khẩu trang đi vậy. Xin khẩu trang. Khẩu trang. Ủa, tưởng em dùng khẩu trang đen mà thấy em dùng khẩu trang trắng vậy. What? Chụp ảnh thôi chứ bình thường đeo không? Bình thường sẽ có khỏi đi luôn đây. Ôi trời ơi. Ui dồi ôi, khẩu trang phòng cháy chữa cháy lắm mà. Khẩu trang này chắc phòng độc luôn quá. Em xin cả. Hình như trong ba lô em có khẩu trang và mà em quên. Và khẩu trang này chắc sợ bị người ta kiểu thả bóng khói. Khẩu trang này chống lại cả bóng khói luôn. Hơi nhiều vali mà không biết của ai nha. Tình hình là sau một khoảng thời gian vật lộn thì anh em vào được trong cái chỗ ngồi chờ sân bay trước cửa. Nhờ một sự trợ giúp đặc biệt mà mình không tiện kể tên đang ngồi cạnh mình thì anh em cũng gọi là trải qua cái cửa hải quan nó cũng hơi dễ dàng xíu. Mà lúc ấy nó cũng hơi cập rập em mình không quay. Đi đến sân bay thì team cũng chụp hình xong rồi làm mấy cái media các thứ. Bây giờ thì ngồi đợi để lên máy bay thôi. Chắc khoảng hơn tiếng nữa lên máy bay. Nhân tiện thì cũng review bắp phở ở sân bay cho anh em nào mà chưa được ăn. Bắp phở này thì bắp phở gọi là ở cửa thì ta gọi là quốc tế cho nên là nó cũng đắt hơn bắp phở ở cửa trong nước. Đâu rồi bắp phở mình rồi. Trời ơi. Trời ơi, tôm phở nó 300-400 ngàn, bớt được mắc luôn. Tôm phở. Chắc mấy cái thịt bò này kiểu bò Kobe, bò Wagyu anh em, tôm phở này 14 đô 9, 15 đô, 15 đô không biết là VAT chưa nữa. Mà 15 đô bao nhiêu tiền ta, 15 đô là hơn 300 nghìn. Thử miếng ha. Trời ơi, chắc cũng phải ngon lắm anh ơi. Giáo pháp mẹ tôi phải bình thường hết. Đây một tô phở bình thường mà nó có giá hơn 300 nghìn. Anh bỏ cái ớt vô ăn nữa có vị khác liền. Tô phở 15 đô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ôi cũng được 8 miếng thịt. Nhiều. Để em muốn uống nước cam không? No. Em nói lại đi mà, muốn uống nước cam không? Nãy anh thấy em nói là em cần uống nước cam hay gì đó, em có muốn hay không? No. Sao lại không? Giờ mua nước cam cho em có uống không? Uống. Nước cam nhiêu đô? 10 đô. Cái gì? Cầm bầu không? Uống cái này đi. Nói chứ giờ mệt vãi anh em. Một tiếng nữa bắt đầu lên máy bay. Mấy thằng em tôi nó vất vưởng rồi. Tôi mệt các bà con, tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi buồn ngủ.
À, ngộ thôi. Em ăn đi. Em cảm ơn. Ủa, tên mình là Khánh mà ta. Cảm ơn anh Duy. Thì là mới bay qua Taipei, xong rồi bây giờ chuẩn bị đi tàu để đi qua cái chỗ cửa ra bay tiếp một trạm nữa. Mấy trên máy bay cũng cập dập quá nên là lười quá không quay, trên máy bay ngủ. Nè, em đi bay mà nó ngủ, nó không ăn luôn, gọi dậy không chịu ăn, kêu là ăn cơm rồi. Sao không ăn? Em có đói không hay là em bị ngại? Em không ngại, đói, không đói. Em ngại em không nói chuyện được với tiếp viên cho nên là em không muốn ăn đúng không? Không, trước đó là em đã ăn cơm rồi nên là rất là no, không ăn nó bay được. Giờ đói chưa? Giờ đó hơi đói. Tại vì không ăn, đúng vậy. Để có ăn không? Em có, phải ăn. Em không ăn là? Có, ăn nhưng mà nó nhiều quá, ăn không hết. Thì em đâu cần ăn hết, em ăn gì em ăn thôi. Anh em ăn hết mà đúng không? Giống ghê da, hài nhiều khi nó ngại đó. Chứ sức ăn của ông Phê nhiều lắm, nó ngại, nó nói không được, ngủ tiếp viên á. Ngủ thì ngủ dậy kêu. Lúc ngủ đã quá. Coi ngủ bị chảy keo. Em chảy sao, em kể ra em bị chảy keo sao? Bị chảy keo thôi. Tại khẩu trang mới em nhờ, tại vì khẩu trang của em nó đầy mùi keo. Hình như có. Từ tí qua ấy đi. Rồi chuẩn bị đi tàu. Đi tàu mới qua được mới qua được cái cửa. Cửa ra của tụi mình. Đông người vãi cả đấy. Xong mình toàn toàn là mấy người chắc là kiểu cũng như tụi mình đúng không? Thôi chuyến của tụi mình chắc cũng nhiều người ở trên bay chung chuyến mà kiểu cũng bay qua Mỹ luôn chứ không có dừng ở Đài Loan ấy. Kế bên mình cũng là một cô người Việt luôn, cô cũng bay qua Mỹ luôn. Đi tàu. Chung. Vậy để dưới luôn. Không có quay tụi em, quay riêng mình em. Lần đầu tiên được trải nghiệm đi cái này rồi. Shit. Đầu tiên đó. Cho anh bám đấy, anh bám chứ. Cho anh bám. Tàu. Đi tàu gì ta? Cái này gọi tàu điện đúng không? Tàu điện thôi. Trải nghiệm cái mà không biết nó rất. Nhìn ngoài kìa, đẹp quá. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you have no options. I ain't take your options. Nah, I'm not the problem. Man, that's on you, yeah. You've been terrorizing me, yeah, I'm always wrong. I knew you lost your mind when you dropped that bomb. Girl, are you crazy? Yeah, you must be crazy. I've been thinking lately it's you.
where are we going? C7. Mình là C3. Đi, anh em C1 đến C10 đấy rồi. Tính ra là cái địa điểm mình cần đến nó nằm trong vé mình mà mình cứ nhìn cái bảng chi vậy? Sợ. Nhìn cho nó mới lạ. Sau đây mới là cái chuyến địa ngục. Địa ngục. Em nghĩ sao? Qua địa ngục. Là chuyến sau nó mới lâu, chuyến này nó có 3 tiếng à? Anh đi nhiều anh cũng sợ hả? Anh không sợ. Anh bảo là nó lâu hơn, nó mệt hơn. Tính cái này còn đỡ chứ. Được cái là trung chuyển mình đi liền luôn. Chuyến đầu mình cũng bị delay một xíu, chuyến sau cũng sát. Cho nên là đi đến đây không cần mất nhiều thời gian để đợi. Nên là đi luôn. Có tiếng Việt kìa. Tiếng Việt hả? Người ta nói gì? Trên bảng có tiếng Việt đó. À. Đây là trên bảng rồi. Hội những người lười biếng. Ủa? Mình không chạy hả? Đi nó còn đi bộ nữa. Ê, nó còn đứng im cho nó đẩy nữa. Không có. Đi. Hội những người lười biếng. Go. Cái cửa trước mặt rồi. C3 là chuyến anh em rồi. Người ta thì đã xếp hàng rồi. Anh em đi đúng vừa kịp giờ. Người ta xếp hàng lên hết rồi. Vào đi vệ sinh xong rồi ra xếp hàng luôn. Đẹp. Ở đây biển phòng vệ sinh màu đỏ. Và đéo dùng được. Chuyện này lên máy bay đi vệ sinh luôn. Em bao nhiêu? Em xem em ngồi bao nhiêu kia? 26 xe. Có ai ngồi 25 không? 23, em cũng 21, lại 21 giờ nữa. Mỗi người một nơi nữa à? Em 26 nha, nãy 25 giờ chỉ 26. Lại mỗi người một nơi. Chưa kịp. Chưa. Cách của người mình lên coi phòng trên hay sao? Để em kêu anh cho. Chưa kịp hả? Check in cái... Ủa? Nó đang chạy không vậy? Cái này là đang chạy không? Có. Đâu. Đâu? Chưa về à? Chưa ta. Em cảm nhận sao về chị gái xinh đẹp vừa bước qua? Mọi hành vi của em đang được camera quay lại và làm bằng chứng trước mặt bạn gái em. Em nói đi. Thì em làm gì đâu. Em vừa nói chất và lỡ. Đấy, một từ chất thôi, có gì đâu. Ok. Chất thôi. Ok. Không nói gì nữa. Khen thêm đi. Thấy đủ rồi, thấy chất thôi mà, đâu gì đâu. À, ok. Hay gì? Em đã học một khóa gọi đồ ăn chưa? Ví dụ lát hồi người ta kêu em ăn gì em trả lời sao? Chicken. Ok. Good. Nước uống nước gì trả lời sao? All your bag is packed by yourself. Yes. Okay. Là đồ của em mà em mang thôi đó. Nói gì cả đúng không? Great. Em nói. Boarding pass only when boarding. Next one. Ủa là chưa đi ra cổng nữa hả? Nó mới chỉ là một cái cửa để hả đi ra cổng thôi hả? Chứ không phải là ra cổng hả? Nên em thấy không bằng khi mà người ta nói gì mà em không hiểu. Yes, xong em nở một nụ cười là xong, không có gì hết á. Anh cũng đâu hiểu đâu, anh cứ nói vậy thôi à. Người ta nói nhanh quá. Khởi là em không cần quan tâm người ta nói gì. Yes, xong em cười à, nhớ đâu mà xui á. Xui gặp người mà người ta kêu là em làm tội phạm về không. Em yes cái này. Thế em xui.
Còn không thì em cứ giết xong em nở một nụ cười là em qua cái cửa đó. Vãi nổi anh em. Đang ở sân bay xong rồi gặp team CFO. Đi chung chuyến với team CFO luôn. CFO là team mình cũng đi luôn mà. Mình cũng đi luôn. Em thấy gọi đây là chơi chung chiến mà. Rồi ra xếp hàng luôn không? Xếp hàng đi, có thể đó. Ừ, ghê không da. Thằng này. Từ từ, tụi em vừa nói gì? Nó ngồi hàng thương sai, mình ngồi hàng gì? Nếu mà bọn đấy nó ngồi hàng thương gia thì đấy chính là thứ duy nhất bọn nó hơn mình. Đó. Team nhà người ta đó. Không phải team nhà người ta hả? Được thêm chị quản lý bên Riot Game đi theo. Team mình đâu rồi? Team mình là hơi xui. Bên Riot Game là không có ai đi theo. Còn quản lý của team nó có cái anh này nè. Ông phải đi ra. Anh này nè. Đi ra. Trời ơi, nhìn người đi theo nó bị ao trình quá. Nhìn người ta. Chưa kịp ra giao lưu với ai chứ, ngại quá. Tính ra lúc đầu tại anh không có nhớ mặt thế nào. Cũng không biết nói gì. Quên hả? Quên, ý thằng dừng người nhớ mặt rồi, mấy đứa kia quên mặt, không có nhớ mặt. Kiểu tại chúng nó cũng... sao ta? Đa khẩu trang nó với lại lần đầu nhìn. Không, kiểu mình nhìn mấy cái bạn PSG đồ đi giải thế giới nhiều đúng không? Mình nhìn qua mặt, này nó đi ít nên là không có nhớ mặt. Ý biết nhìn lắm biết liền á. Biết thằng này thằng kia thôi chứ không có nhớ mặt nó. Nhớ mặt rồi. Cái lúc mà đi tới là tự nhiên nó nhìn vô mình. Xong anh nhìn qua, xong nhìn lúc mà quay lại á là tôi thấy cái app CFO. Phải kêu anh Diệp tới bắt chuyện với chị. Mà em thấy chị dẫn đoàn của bên CFO sao? Chị dẫn đoàn bên CFO, trời ơi, tôi nói xin ngày xe xin Facebook luôn rồi. Ê, nhưng mà cá xin nha. Có xin. Ấy tính ra là đi chung chuyến cho nên là mốt thấy người ta ngồi đâu thì em qua em xin được mà phê. Ừ, để lát nữa em đổi chỗ luôn. Em đổi chỗ luôn. Chị không có rẽ sang bên trái được đâu. Không sang bên phải giống mình thôi. 23 giờ. 25H. Thank you. Em ngồi cùng chị. Em ngồi cùng chị hả? Trời ơi, em sao? Oh. Hello. Oh, nice to meet you. Ok. Wow. No, no, no. You are better than Kiaya. No Kiaya here. We can say that. Beatles, number one. Beatles. What do you say? Can I film that? What do you say? Diros number one. Oh. Diros is better than Kia, yeah? Yeah. Ah. Ah. Diros is. Cái lồng mà. Number one. Kia ơi. Thằng sáu ở đâu? Red nó kêu là Diros. Diros hay hơn Kia. Thằng sáu đâu? 26 chứ đấy. Trong thì cao hơn rồi. I think so too. Diros is better than Kia, right? My English is better. Picture? Maybe when we go to New York. Right now is yes. Biết anh em nghe được không chứ? Đây là bữa cơm đầu tiên trên chuyến bay đến New York. Phần của mình thì có thịt gà, nuôi thịt gà
với rau củ quả. Xong rồi đây là hình như đây là thịt bò. Thịt bò kiểu nó sống, nó tái hay là nó gì đó. Có quả chanh đây. Salad. Trái cây. Đây là bơ phải, đây là bơ ăn được cái bánh mì này. Nói chung một kiểu nhiều vãi đái. Bình thường mình ăn là ăn không hết đâu. Đồ trên thức ăn nó bị, đồ hết đồ thức ăn trên máy bay nó bị nhiều ấy. Xong rồi mình thì đang ngồi giữa bầy team bên đài, team vô địch Đài Loan. Ngồi giữa bầy luôn. Mà đồ ăn trên máy bay thì kiểu nhìn vậy thôi chứ nó không ngon như đồ ăn bên ngoài kìa. Mình nói lại cái lời vừa nói đâu. Thực ra thì nó cũng ngon, nó cũng không quá tệ. Nui này kiểu nó còn có cả cái phô mai hay là cái lách gì sốt của nó. Đấy là phô mai. Quay cái trải nghiệm trên máy bay của những chuyến bay xa rồi. Mình thì mình cũng không muốn quay nhiều, tại vì kiểu lần đầu quay cũng ngại ấy. Cầm cái máy quay ngại vậy đấy. Xong rồi ở bên cạnh toàn là mấy ông Đài Loan cũng game thủ mà ngại, nên thôi quay cho anh em thế thôi. Nào bắt đầu đến New York thì mình quay tiếp nha. Không thấy gì hết. Trời à. Mày gì? Đã đi cà nhắc hả? Chờ em luôn. Đi. Làm chữ ấy. Ngủ chưa? Chào áo vô. 45 tiếng trời. Không thấy gì ta. Tới ông mò mà. Đi ngào khoác vô. Để anh mở cho. Tới ông mò mà. Đi rồi, nghe xong chưa? Let's go. Đi mình có 8 người mà, đi không? Tình hình là vừa đáp xuống sân bay ở New York. Vừa lấy hành lý, vừa mới nhập cảnh xong đồ hành lý rồi. Đây. Anh em vừa lấy hành lý xong. Tính ra chuyến bay này nó không như mình nghĩ. Nó kiểu lâu rồi bay, không biết là do quên mất hay gì, nhưng mà tính ra là mình ăn có một bữa, ăn bữa đầu tiên. Xong rồi nó tắt đèn, nó cho ngủ 10 tiếng vậy phê, phải không? Ngủ 10 11 tiếng xong bắt đầu còn tầm 2 3 tiếng thì gọi dậy ăn thêm một bữa phụ nữa. Gọi dậy ăn thêm bữa phụ nữa. Ờ Phong nãy lấy vali bị chửi quá trời. Lấy vali băng ra băng bị chửi thấy băng hưởng hả? Băng hoang hưởng nhưng mà Phong không hoang hưởng nha. Phong là ba người ta không hoang hưởng nha. Xứng đáng bị chửi. Ra đây là mình gọi điện được đúng không? Được, em gọi điện được. Hay vậy là đến New York. Bay thì mình ngồi mình xem ba bộ phim
Má tiếng là Đạt, Đạt nó kêu anh đao về cái YouTube xong anh đao về mà không coi được. Đao về ở trên YouTube xong rồi coi, định coi mấy cái team đối thủ mình đánh mà đao về xong rồi không coi được. Rồi mày tới. Đao về nó bắt hả YouTube Premium mới coi được, thế là không coi được, thế là ngồi cày phim. Coi 3 bộ phim hết 6 tiếng. Ngồi ăn uống các thứ tầm 2-3 tiếng xong ngủ được 5-6 tiếng. Cũng không muốn ngủ nhiều lắm. Ngủ nhiều thì kiểu bị sợ. Bị sợ là đến lúc 11 giờ tối xong rồi không ngủ được ở bên này ấy. Thế là không dám ngủ nhiều lắm. Đây em đi. Tầm này thì về khách sạn. Về khách sạn. Với cả ở bên này thì người ta sẽ không cho mình quay ở trong gần khách sạn để nói chung là bảo mật thông tin á. Mấy khách sạn của tuyển thủ ở thì Riot Games người ta không cho phép mình làm lộ ra thông tin ra ngoài, cho nên là mình sẽ không quay được ở trong gần khách sạn. Cho nên chắc là mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Anh em nào xem thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Anh em nào mà yêu thích thì có thể comment phía dưới. Nếu mà có dịp ở New York trong những ngày sắp tới mà có cái gì hay ho thì nếu anh em yêu thích video này thì mình sẽ có thể quay thêm vài video nữa, một vài video nữa nếu có. Còn giờ thì hết rồi. Team CFO này. Người ta ban lô đầu. Ồ, CFO. Bye bye guys. Nice suitcase. Cô la lắp tao sao vậy? Kêu tao nghe. Team CFO đông vãi. Team mình đi có 8 người, đoàn người ta đi 12, 13, 14 người luôn. Không, anh chọn quản lý bên kia. Quản lý đấy, quản lý ra quên. Quản lý bên kia là lúc mà ăn anh thấy mặt rồi, confirm, siêu đẹp. Giót, anh người ta làm video mà. Quản lý Giót. Quản lý ra anh thấy rồi, quản lý Giót. Anh thấy cận mặt hết rồi. Em thấy thì em phát biểu cảm nghĩ đi. Các bạn là anh chưa quay được mặt nên là em phát biểu cảm nghĩ đi, anh cũng chưa nhìn được luôn. Bây giờ quản lý những người. Em đánh giá người ta đi. Mà nói chung là đeo khẩu trang đẹp mà tháo khẩu trang đẹp hơn. Ok ok vậy thì được. Còn quản lý mình thì sao nhở? Mình hơi quản lý mình thì đeo khẩu trang nhìn. Quản lý mình không kém tiêu. Ơi ơi. Ơ hết pin.